Long Biên Marathon 2019 được biết đến là một trong năm đường chạy đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam theo chứng nhận của Liên đoàn Điền kinh Thế giới. Và ở lần thứ tư tổ chức đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng người tham gia. Từ 700 vận động viên năm 2016, đến nay đã thu hút gần 6.000 lượt vận động viên. Đây thực sự là ngày hội của những người yêu chạy bộ. Anh thấy rằng là công tác tổ chức của các giải marathon tại Việt Nam thì ngày càng được chuyên nghiệp hóa hơn. Cách đây mấy năm so với hiện tại thì chúng ta đã đi rất là xa rồi. Và Thanh cảm thấy là những giải như Long Biên Marathon sẽ là những giải tồn tại lâu dài và đem đến cho cộng đồng người chạy, cộng đồng thành phố Hà Nội cũng như là các du khách trên khắp thế giới có được một cái trải nghiệm tuyệt vời ở Hà Nội. Long Biên Marathon là giải đấu được tổ chức với mục tiêu phát triển phong trào chạy bộ tại Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng trong tương lai, Long Biên Marathon sẽ trở thành sự kiện đầu tiên có 1.000 vận động viên chạy full marathon tại Việt Nam. Ngoài ra, phí tham gia của các vận động viên được ban tổ chức trích ra để ủng hộ quỹ vì người nghèo ở quận Long Biên. Giải chạy Long Biên Marathon thì luôn hướng đến là một giải chạy tiêu chuẩn. Đó là sử dụng format của các giải chạy marathon tiêu chuẩn của nước ngoài và tổ chức tại Việt Nam. Vậy nên là giải chạy Long Biên Marathon sẽ đi theo hướng là sẽ có được cái chứng chỉ vàng bạc đồng của Liên đoàn Điền kinh quốc tế. Thì đấy là cái hướng đi mà Long Biên Marathon chủ nhắm đến, đó là hướng đi giải chạy marathon chuyên nghiệp và có tên tuổi trên thế giới. Ở nội dung hấp dẫn nhất là 42 km dành cho nam, vận động viên bán chuyên nghiệp Lê Quang Hòa đã xuất sắc về đích với thành tích 2 giờ 36 phút 59 giây, vượt qua tuyển thủ quốc gia Hà Văn Nhật, người sẽ tham dự SEA Games 30 sắp tới để đăng quang tại Long Biên Marathon 2019. Hôm nay là thời tiết rất là tuyệt vời. Vào môn Hà Nội thì các mọi người chạy rất cảm giác rất là thoải mái. Giờ em sẽ cố gắng cải thiện thành tích tốt hơn và cố gắng được tham gia giải đấu để có sát nhập nhiều hơn. Được biết, sau cuộc thi này các vận động viên có thể sử dụng kết quả để đăng ký thi đấu tại các giải quốc tế. Như vậy Lê Quang Hòa đã giành được suất tham dự Boston Marathon 2020, một trong 6 giải marathon lớn nhất hành tinh. Đây được coi là cú hích lớn đối với việc chuyên nghiệp hóa phong trào chạy bộ tại Việt Nam.